Xin chào bạn. Bạn đang chuẩn bị làm biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ. Bạn hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp NTN để tham khảo mẫu thực tế này. Và cần chia sẻ nhiều hơn, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp chia sẻ chân thành cởi mở với các bạn. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay để chia sẻ với các bạn. Mình cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay mình đang đứng trước một căn biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng mới xây dựng xong ở khu vực nông thôn. Ngôi nhà biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng hiện nay thì được yêu mến và xây dựng rất nhiều ở khu vực nông thôn. Đây là một cái mẫu có thể nói là xu hướng hiện nay các bạn ạ. Và cái mẫu này như các bạn đang nhìn thấy thì có chiều rộng mặt tiền là 20 m và chiều sâu là 10 m. Diện tích xây dựng, tổng diện tích xây dựng khoảng 250 m². Chi phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng. Bình thường để mà những cái ngôi nhà bê tông cốt thép lợp ngói Nhật bên trên thì nó sẽ có giá dao động khoảng 5 triệu đồng 1 m² các bạn ạ. Còn ngôi nhà đắt hay rẻ, có thể đắt hơn mức 5 triệu đến 10 triệu hoặc là có thể chưa đến 5 triệu. Đó, thì nó do cái mức độ hoàn thiện của chúng ta thôi ạ. Ngôi nhà được làm trên diện tích đất khoảng hơn 1.000 m² đất rồi. Phía trước còn rất là rộng luôn. Và cái xu hướng màu các bạn có để ý hiện nay không ạ? Tất cả những ngôi nhà mới hiện nay có xu hướng màu là tông trắng muốt làm chủ đạo và trang trí theo cái phong cách tân cổ nhẹ, được trang trí bằng những cái đường nét phào chỉ trên cửa cũng như trên cột đấy ạ. Và đây bạn ấy đang làm cửa, tất cả những cửa phía ngoài là cửa nhôm kính Xingfa, kính trắng. Khi các bạn thiết kế kính trắng và bên trong là cái hoa sắt trắng, đường thẳng ngang, sơn tĩnh điện thì nó sẽ rất là phô diễm cái vẻ đẹp của nó đấy ạ. Các bạn nhìn thấy nó nổi bật không ạ? Thay vì chúng ta làm kính màu vừa lóng ngôi nhà vừa đắt tiền hơn mà lại không đẹp, thì cách làm kính trắng là đẹp nhất các bạn nhé. Và thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. 5 bậc này cũng có ý nghĩa trong phong thủy là giống như ngũ hành và lên bậc trên cùng nó cũng là cung sinh. Còn trường hợp khác các bạn thiết kế 3 bậc thì nó có ý nghĩa là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy ạ. Cái sảnh này của bạn ấy đang có chiều rộng là tim cột là 5 m và chiều sâu sảnh là 2,75 m. Thiết kế 4 trụ, nó giống như tứ trụ triều đình đấy ạ. 4 trụ này có vuông 60 và bên trên thu nhỏ lại. Mặc dù cái cột to nhưng mà nó vẫn có cái sự thanh thoát bề thế. Thay vì nhiều bạn làm những cái sảnh rất to nhưng lại làm cái trụ bé thì nó mất đi sự cân xứng. Bạn này bạn làm cái trụ to như vậy, nó thể hiện luôn sự bề thế của ngôi nhà ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy ạ. Một màu trắng thuần khiết. Và bên dưới là bạn ấy ốp chân bằng cái gạch 60 vân đá sẫm màu. Nó thể hiện sự cứng cáp cái công trình của chúng ta lên rất nhiều đấy ạ. Mình zoom xa hơn để các bạn hình dung tổng quan cái ngôi nhà. Sân vườn rất là đẹp luôn. Bên dưới là bạn ốp bằng cái gạch sân vườn màu xanh. Đó. Và một cái phong cách tân cổ nhẹ các bạn nhé. Đấy. Ghế đá sân vườn, có đẹp không ạ? Và đây bạn ấy trang trí cổng theo cái phong cách tân cổ. 2 trụ to và cánh cổng là nhôm đúc, có điều khiển từ xa các bạn nhé. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay cái cánh cổng chưa được hoàn thiện ạ. Giờ mời các bạn đi vào bên trong để tham quan không gian của ngôi nhà. Các bạn nhìn tổng quan ngôi nhà có đẹp không ạ? Và cái đường nét trang trí của ngôi nhà này cũng rất là hợp lý, rất là nhã nhặn này. Các bạn nhìn cái đường phào bên trên và những cái đường trang trí trên cửa đấy ạ, rất nhẹ nhàng. Thay vì chúng ta kẻ xanh đỏ tím vàng thì những cái đường gân nổi như vậy càng nhìn càng có duyên, chứ nó không bị hấp dẫn như những cái phào chỉ sắc màu đâu ạ. Đó. Phía ngoài sảnh nó cũng chính là khu vực ngoại minh đường, được thiết kế một cái đèn vàng rất là sáng. Và giờ mời các bạn đi vào bên trong. Sảnh thì bạn thiết kế cân vào chính giữa. Thiết kế hệ cửa 4 cánh để đi vào trong nhà. 2 cánh to để mở, còn 2 cánh bé để chết. Đó. Khu vực nội minh đường bạn ấy để trống Khu này bạn ấy sẽ treo đèn chùm trang trí màu vàng, là cách làm rất đúng các bạn nhé. Và sâu phía trong là khu vực phòng thờ có diện tích 16 m² đã được kê trang trí rất là đẹp đây. Và ngay bên sườn trái của ngôi nhà bạn bố trí phòng khách này. Khi mà bố trí phòng khách bên tay trái và có cửa đi ra sảnh phụ như kia thì rất lưu thông, thông thoát cái phòng khách. Và cái vị trí ngồi của khách cũng rất là yên tĩnh như này các bạn này. Và cái cách treo rèm của bạn cũng rất là nhã nhặn luôn, rèm 2 lớp. Bên trong là voan trắng, bên ngoài là ghi sậm. Đó. Và cái hoa sắt trắng sơn tĩnh điện mình rất là thích luôn, khi mà kết hợp với cửa nhôm kính trắng, nhìn từ bên ngoài các bạn đã được trải nghiệm rồi, nhìn bên trong cũng rất là đẹp. Bạn nào quan tâm cái mẫu nhôm kính này thì cũng gọi cho bạn Phúc, số điện thoại mình sẽ ghim dưới phần bình luận. Cửa nhôm kính này, nhôm Xingfa loại tốt, giá là 1,6 triệu, cả phụ kiện các bạn nhé. Phòng ngủ số 1, phòng ngủ của mẹ gia chủ, diện tích 18 m², có WC khép kín. Đó, rất là thuận tiện sử dụng này. Các mẹ già thì rất cần cái phòng vệ sinh khép kín này. Cũng nhiều bạn hiện nay đang xây dựng những căn nhà rất là to, rất là tốn kém. Nhưng mà các bạn lại để mẹ già phải đi 1-2 bậc hiên mới đến được khu vực vệ sinh thì cũng rất là đáng tiếc các bạn nhé. Sinh lão bệnh tử, nó là quy luật của con người rồi. Đó. Và chúng ta thiết kế căn nhà chúng ta thật là tiện nghi thì nó sẽ phục vụ những cái lợi ích, những cái mục đích sử dụng của chúng ta rất là nhiều đấy ạ. Các bạn nhìn căn nhà có thoáng rộng đẹp không ạ? Bên dưới bạn ốp cái đá rất là đẹp luôn này. Và khu vực phòng thờ cũng rất là phong thủy luôn, bố trí hợp lý, phong thủy đơn giản nhưng đẹp, trang nghiêm, ấm cúng. Mời các bạn tham quan phòng ngủ số 2. Phòng này cũng diện tích khoảng 18 m² và chưa có nội thất các bạn nhé. Ngôi nhà mới xây dựng xong, từ giờ đến Tết thì chắc mới hoàn chỉnh mọi cái nội thất của ngôi nhà đấy ạ. Ở đây mở một cái lối đi 1,8 m để đi xuống khu vực phòng ăn, phòng bếp. Phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này cũng có diện tích khoảng 20 m² và có WC khép kín các bạn nhé. Đó, phòng này WC khép kín rất là rộng luôn. Và các bạn tham quan tiếp không gian tiếp theo. Trên trần thì bạn cũng trang trí tân cổ nhẹ. Đó. Cái lối đi mà thiết kế được rộng như vậy thì đi nó rất thoải mái các bạn nhé. Và ở phía cuối này thì bạn đang thiết kế một WC chung cho toàn bộ ngôi nhà, rất là rộng đây. Xin chào quý vị khán giả. Ngay bên cạnh là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn và được thiết kế cửa để ngăn cách mùi khi mà chúng ta nấu, nó không bay mùi lên trên. Cửa kính trắng thì nó vẫn mở rộng không gian của phòng bếp hơn. Đó. Phòng bếp vẫn được xây dựng đồng nhất với kiến trúc của ngôi nhà nhưng mà thấp hơn một chút. Đó. Và sâu phía trong là khu vực nhà kho, bếp phụ. Đó. Phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Và đây được thiết kế một sảnh phụ để đi ra ngoài. Phía trước thì bạn dự kiến là sẽ làm một cái sảnh kính ở đây, nhưng mà trước mắt là chưa làm được, để khu vơi, khu giặt và cái sân nước này. Cái sân nước này thì nó rất cần thiết với sinh hoạt của nông thôn các bạn ạ. Nhà to nhà bé không quan trọng, nhưng nó phải phù hợp với sinh hoạt của người nông thôn. Thì nó chính là cái quan điểm mà thiết kế nhà hiện nay ở khu vực nông thôn. Ngôi nhà hiện đại đến bao nhiêu đi chăng nữa, nó phải phù hợp với mong muốn sử dụng cũng như cái sinh hoạt của người nông thôn. Các bạn thấy căn nhà có đẹp không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của Nguyễn Tất Nhiên hay, hãy cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh. Cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế ngôi nhà của bạn thật sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Như bạn này có một cái điểm rất là đơn giản mà cũng rất là thành công này. Nhiều bạn là cứ ốp đá rối rồi gạch nọ gạch kia, bạn ốp luôn bằng cái viên gạch men. Gạch men này nó tác dụng là nó không thấm nước. và gạch men vân đá nó tạo cho công trình một cái vẻ rất là chắc chắn. Đó. Trên thì trắng muốt, dưới đen. Nó giống như các bạn mặc com lê đi giày đen đấy, nhìn nó rất là đồng bộ luôn. Mặc dù rất mới hiện nay nhưng mà vẫn còn rất nhiều bạn vẫn ốp cái đá rối dưới chân, là cái cách làm chưa hợp lý đâu các bạn nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.